Nếu lỡ đang xem xin chờ lướt qua vội vàng, hãy ở lại và mình follow với nhau. Hãy comment và tha tim nhiệt tình. Nếu lỡ thính mời vào inbox ngay đi. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sẵn son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì mình cũng không đổi thay. Giải tốc độ chạy lưu thành công thức tương ứng với công thức bột. Nhiệt là chạy bỏ cái số 9. Kiểm tra nhiệt độ 99 đến 103 hơi đậm đặc và ta bắt đầu vâng, một bước sao đâu. Thành phẩm trước khi phơi sấy. Mừng quá. Mừng quá đúng rồi. Mặt bánh chín căng. Ơi đất